Trái quá trời. Ủa sao cái này nó chín mà sao chưa thu? Hổng gà đang đợi kia thu mà mình ké, mình ít mình ké. Bao nhiêu ngày nữa bên kia thu? Ai biết chị nào ta thu ta cho mình hay ta lấy cọc của ông lái rồi rồi. Tới tháng 2, tháng 3 bắt đầu vô mùa khô đó, mình để cho xiết nước đó rồi mình tưới lên nó ra bông hả. Tôi thì nhẹ, tôi không có ém đọt chứ tôi không có dùng thuốc gì chứ. Còn quýt đường? Quýt đường cũng vậy luôn. Cũng tháng đó luôn. Cũng bị gan vậy luôn. Từ lúc nó ra bông đến lúc mà nó được thu hoạch trái nó khoảng bao nhiêu lâu? 8 tháng đối với cam nha. Còn 8 quýt? Tháng hoặc 7 tháng rưỡi vậy nè, còn quýt đường thì 9 tháng. Cam từ lúc trồng tới cái lúc mình bắt đầu được thu hoạch là bao nhiêu lâu anh? 3 năm đi. Một gốc giống như vậy hết nhiêu tiền mình mua mày trồng á? Cây có mười mấy ngàn. Cam mật nó khác với cam dây ở điểm nào anh Đạt? Cam mật nó khác cam dây là nó cái cây nó đứng. Cam dây cái cây nó xà xà xuống đất, cái cây nó lùn hơn cam mật. Trái nó là sao? Trái nó cũng y gan vậy đó. Y gan nhau ha? Y gan nhau luôn. Cái độ ngọt? Cũng y gan nhau luôn. Giá tiền? Giá cũng thành? Y gan luôn. Bệnh về sâu bệnh khác, khả năng kháng bệnh. Chăm sóc cái nào cực hơn? Cái nào cũng vậy ha. Y nhau ha? Vậy y là mật với dây nó giống nhau? Chăm sóc là giống hệt nhau nhưng mà có cây nó khác nhau thôi. Nào. Năng suất thì sao? Năng suất thì nó khác nhau không? Năng suất cũng vậy vậy. Cam này nó hơi giống giống cam sòn này, cái đít nó hơi có đồng tiền chút xíu. Mình làm đẹp phải không là người ta ăn, người ta nói là cam sòn ha. Chỉ cam mật á, nước chín nó nhiều hơn cam sòn có nước chín nó khô mà nó ngọt ngọt, độ ngọt ngọt hơn. Nhưng mà cái này ăn người ta chịu. Hẳn tôi cho cái người kia ở dưới Bến Tre đi cái thuốc vậy đó. Dạ. Yeah. Người ta ăn nó cam gì đâu mà ngon dữ, thật ngon. Cam mật này thì một công như vậy mình thu hoạch cả, nếu cái cây của anh đây đang mấy năm tuổi ta? 4 năm. 4 năm thì nó cho năng suất là? Thì hai công này miếng điều cho là thu hoạch công cỡ 5 tấn đó rồi. Còn nếu mà người làm trúng luôn thì được nhiêu tấn? Trúng mười mấy tấn rồi. Em tưởng là cam sành là nó trúng là mười mấy tấn là dữ lắm rồi đó. Cam này cũng mười mấy tấn như gan vậy như cam kia đó. Còn cam xoàn? Thì cam xoàn cũng vậy luôn. Ồ, vậy là tùy anh thua kỹ thuật làm á ha? Tùy người làm đó. Còn quýt đường? Quýt đường nhiều hơn nữa. Cái gì? Quýt đường nó trúng hơn nữa hả? Rồi cái giá bây giờ, ví dụ như giá thời điểm bây giờ đi, cam mật nó nhiều một ký? Đây cam mật còn có 8 ngàn, 8 ngàn, 9 ngàn gì hả? Cam dây? Cũng vậy luôn. Cam xoàn? Cam xoàn đẹp, hai mấy ngàn, 23 ngàn. Lợi thường, xô á? Lợi xô chắc cỡ 17 ngàn, 15 tới 17 ngàn. Còn quýt đường? Đường cái này 18 ngàn quýt đẹp, phi hai mấy ngàn. Sao anh không trồng quýt đường? Chắc đó chưa biết. Mà quýt đường cái chăm sóc nó có cực hơn cam mật, cam dây này không? Chắc cực hơn chút xíu. Về cái gì? Nó dọn nhánh nè, chứ mình lấy trái nè. Ví dụ vậy nè, đông trái thì lấy bớt, còn trưởng cuốn trái vậy nè. Mày à, tức là nó sai quá, mình phải tỉa trái. Đúng rồi. Trong khi cam mật, cam dây thì nó bình thường. Không cần tỉa. Cái này mất tỉa nè, hổm tôi tỉa rồi mới thấy còn đông nữa nè. Vài bữa tỉa lại thì bỏ một. Còn đi phân khác gì không? Đi phân có bị gan vậy hả? Rồi bệnh, các loại bệnh phổ biến của nó? Bệnh tôi thấy không thấy có gì đâu. Tôi gãi phân rồi tôi xịt cho nguyên lượng thấy ít xịu bệnh không rồi. Vậy hả? Nó cũng có nấm hồng như quýt như bá cam thôi. Chứ em thấy cái giá nó gấp đôi là nó ngon rồi. Như cái đó tôi sợ nó cái vụ vàng vàng đó tôi không cái vàng vàng mà nó không trị được đó. Vàng lá thứ dễ. Đúng rồi. Với vàng lá greening gì đó. À greening. Tôi cứ sợ nó là khó trồng. Bởi vì tôi không trồng phải. Tôi trồng bây giờ tôi ngon rồi. À vậy thì chứng tỏ là trồng quýt đường nó ngon hơn là trồng cam dây cam mật. Đúng rồi. Đường quýt nó, đường nó dễ giải bệnh hơn. Dễ ha. Còn quýt hồng. Quýt hồng thì giờ được nhiêu một ký? Quýt hồng giờ rẻ rồi không biết nhiêu ký mà không biết. Như báo cái giá ngày trước lên trung bình nó khoảng được nhiêu một ký quýt hồng á? Tết á, Tết nó thường 30 ngàn hay mấy ngàn. Ồ vậy là quýt hồng nó bán được lúc Tết á? Tết là cái này ít rồi, cái này nó không có ăn. Người ta không chịu ăn không? Tết với mấy gầm lớn kia đó, gầm ăn 7 rồi 10 được cái đó. Mà cái này người ta đâu có trái đâu mà bán. Tại quýt nó ăn có cái mùa Tết nhiều hả? Tại mùa Tết nó chưng là tôi nghĩ quýt là quán quýt sinh dày gia đình á. Chứ Lai Vùng xứ quýt hồng mà đến Lai Vùng không được ăn quýt hồng. Cây sung thì mỗi cái đợt nào, ví dụ cây nhẹ thì nó ra, hay coi cây nhẹ. Cây mà không ăn trái nó nhẹ nhàng á, là nó ra đọt là nó ra bông à. Còn mà cây mà ăn trái rồi nhiều rồi nó ít ra đọt, ít ra bông. Thường thì nó ra bông chắc hai đợt quá. Cái đợt tháng 3 đó với cái đợt cái này mình cắt nè, cái nó nhẹ cây này, nó ra đọt là nó ra bông. Còn tới tháng 2, tháng 3 sau mình có bán quýt nữa. Với ô cam mà dạng như cam lỡ mùa trái vụ đó. Tới Lai Vung mà không được ăn quýt hồng thì nó hơi tiếc ha.
Nhưng mà giờ nó bị cái đợt vàng lá thúi rễ nó bị chết nhiều quá. Quê được cái khát nước là ăn mấy này. Tới vùng dưa hấu thì khát nước ăn dưa hấu. Ngọt, ngọt ngọt chua chua ngon. Ăn đỡ khát nước luôn á. Quýt có cái bóc khác nè hả? Em cứ tưởng là bóc vỏ là ăn chứ. quýt là phải người ta tét kiểu này nè, tét bằng hai nó không có bị đắng. Vậy ha. Tét kiểu này nè, tét vậy ra là quýt, hồng cũng vậy nữa, quýt hồng quýt đường cũng vậy chứ, có cam là không làm kiểu này được nha. Tét kiểu này nè, nó mình ăn nó không có bị đắng. Rồi bạn sao nữa rồi. Vậy là mình làm lấy vậy nữa nè, vậy là mình lấy ra ăn rồi nè, nó đâu có đắng đâu nè, vậy nó ăn không bị đắng. Đắng là cái vỏ này Cần đến lúc này em bóc. nè. Em bóc vỏ xung quanh nha. Rồi rồi bác xung quanh thì nó ra cái đắng dính tay mình á, mình dính cầm cái muối luôn á. Không có tiện này, trái nhóc chơi này, mình chùm hai ba trái nè. Nhiều đây là đủ rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy like, đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.